chào cả nhà. Nay lên bộ mango nha cả nhà. Mango bông chân rất là đẹp luôn. Hàng thiết kế. Giờ đây là bộ này đi cả nhà, bộ này mới về đẹp quá trời đẹp luôn. Mango ha, xuất sắc luôn. Giá rẻ xinh. Giá rẻ xinh luôn. Giả mango đẹp nha cả nhà ơi, hàng thiết kế đẹp lắm. Này hàng có size luôn nha các chị, nó có tới size số 5 luôn cho các chị luôn á, có size lớn cho cả nhà. Em lấy size lớn gì, giá rẻ lắm, 115.000 bộ nha cả nhà. Mango xịn sò luôn, đẹp lắm chị Nguyễn Bạch ơi, có size bự luôn nha, em lấy size bự nhiều cho cả nhà luôn, 115.000 cả nhà. Mango hàng thiết kế, hàng bông chân luôn, giờ là đang hot cái hàng bông chân cho cả nhà, hàng mango bông chân á. Ở phía sau là lưng chung nha, ở phía trước nó là lưng bản giúp em luôn nè. Đẹp chưa, size số 5 này chắc 65-67kg mặc gót tay, đẹp quá cả nhà. Nó có tới size số 5 luôn đó chị, tới size số 5 nhưng mà em canh cho mấy chị 67-68kg trở lại thôi ha, nè, cho nó thoải mái. Em có 3 size, C3, C4 và C5 nha, C3, C4 và C5. C3 là bộ em đang mặc nè, là tầm khoảng 57kg trở lại là các chị mặc đẹp, 57-58kg. Chị nào mà 59-60kg đến 63kg thì chốt lên giúp dùm em là size số 4 nha, 63kg. Rồi từ 63-64kg mà hơi thấp người tí xíu đó, đến 68kg thì lên size số 5 dùm em. Hàng mango cả nhà nha, đẹp lắm, 115.000. Đúng rồi, nhà Hiếu Hạnh. Thôi nhìn sao hay vậy chứ, là Hiếu Hạnh là các chị biết là rất là xịn nè ha, 115.000 giúp em, 115.000 cái chế, đẹp lắm. Đừng bỏ qua nha, hàng này các chị mặc đẹp, bu đen trẻ, trung niên các chị mặc vẫn được luôn nha. Trăm mười lăm ngàn nha cả nhà. Phí ship bên em là hôm nay em không có tăng cho mấy chị gì trơn nhé chị ơi, vẫn giữ nguyên 20.000 đi, em thấy có 5.000 nó cũng không có nhiều trơn mà mắc công lu bu ha, nên là vẫn 20.000, khỏi lên 25, khỏi lên 25 nha cả nhà. Đây cả nhà, rồi em đang mặc đẹp chưa, phía sau nữa là cái bo chung nè, 57kg. Bộ em đang mặc size 3 là tầm khoảng 57kg ha, size 3 là 57kg đi cả nhà, size 4 là 63kg, 62-63kg tùy chiều cao ha, và size số 5 là em chốt cho cái chị sợ khoảng 67-68kg trở lại thôi, 115.000 bộ. Em chưa có kịp, em chưa có kịp soạn hàng ra cho cả nhà luôn á, bây giờ nó nằm trong cục hết rồi, giờ là bộ em đang không biết có size số 5 không, bây giờ em dơ lên đại đi rồi mấy chị chọn đi ha. Dạ. Em dơ lên đại đi mà mấy chị chọn, giờ chưa có thời gian để bung ra luôn cả nhà. Không có size số 6 chị, nó có tới size số 5 à. Kèm số ký giúp em cả nhà ơi, nó có size nên cả nhà chịu khó cả nhà kèm số ký giúp em ha. Ok chị Kim Chi Lâm, bộ đang mặc size số 3 cho chị Linh Phương. Ôi, em đang mặc size số 3 cho chị Linh Phương. Giống không? Nó nhìn nó giờ nhìn hết tiếc rồi cả nhà. Này bộ em đang này, bộ này nè. Nó như này đó, giống bộ em đang mặc nè. Nó đó chị, nó đó. Cái size nhỉnh đâu vậy? Cái này nó không có size. Bộ này người ta bán tới 210 lận đó cả nhà. Còn giá nè. Ok chị Linh Phương, em chốt chị Linh Phương bộ này nha, size 56-57kg trở lại là mặc vừa bộ này. Ok cho chị Linh Phương một bộ. Hiện tại là em đang thấy size số 3 bộ em đang mặc thôi cả nhà. Bộ em đang mặc cả nhà, lên giúp em bộ màu da đi cả nhà.
Bộ em đang mặc 57kg, bộ em đang mặc cho chị Sương Lê một bộ nè. Cái bộ em đang mặc là đang có size 57kg thôi, nên là chị nào 57kg trở xuống thì chốt nha. Bộ em đang mặc em chốt cho chị Linh Phương một bộ. Em bắt đầu em chốt nha cả nhà, 115.000 bộ cho chị Sương Lê một bộ. Cho chị Sương Lê một bộ. Bộ đang mặc 59kg chưa? Chưa có lấy. Chưa có, các chị chưa có. Mới có 57kg thôi. Đừng có chốt trên 57. Bộ em đang mặc 57kg trở lại mặc vừa. Chốt giúp em đi cái chị, 115.000 hàng mango. Thiết kế nha, rất là đẹp luôn. Ở phía trước nó là lưng bản, ở phía sau nó là lưng chung. Hàng bông chân giúp em, bộ này siêu đẹp luôn. Có 115.000 à cả nhà ơi, cả nhà chốt đi. 56-57kg trở lại mặc vừa lên giúp giùm em là mã da cả nhà. Mã da mango, chị Hoa Nguyễn. Chị Hoa Nguyễn mặc bộ này được nè. Em mặc à, em nhỏ, chị ốm hơn, nhỏ người hơn em tí xíu là chị mặc vẫn được nha. Bộ này đẹp, mango mặc mát lắm chị. Mango thường giá nó cao lắm đó cả nhà. Bộ này người ta bán 210 đó, em bán cho cái chị 115.000 bộ nha. Bộ em đang mặc cho chị Phụng Trần. Ok chị Phụng Trần, em mặc là nó có cái bo chung nè, cái chị mặc đó là nó sẽ giãn ra ha. Bộ này là tầm khoảng 57kg trở lại là cái chị mặc đẹp đó. Mã da em chốt cho chị Hưng Gia một bộ, 57kg trở lại nha chị Hưng Gia ơi. Cứ 57kg trở xuống thì chốt giúp em bộ này. Mã da, da em chốt cho chị Bé Heo một bộ, chị Hưng Gia một bộ. Còn những chị mà size trên 57kg chờ em tí xíu đi cả nhà, nó còn nhiều bông đẹp lắm. Có bao nhiêu em gom về hết cho mấy chị luôn đó, nó mấy trăm bộ luôn nha, nó nhiều bông lắm. Bộ em mặc chưa có size 70kg, 45kg mặc ok luôn nha chị Nguyễn Hồng. 45kg mặc được luôn. Đẹp lắm cả nhà, yên tâm nha. Đẹp. Đẹp không? Nè, 115.000 chất vải mango giúp em nè. Quay vòng vòng cho coi luôn nè. Ok không cả nhà, đẹp lắm. Nha. Gom hàng thiết kế nhà của Hiếu Hạnh đó cả nhà. Cả nhà chốt đi. 115.000, hàng sale bữa nay em gom được hàng sale cho cả nhà. Được cái sale rẻ nữa. Ở nhà chốt đi, 115.000. Hàng này cả nhà mua bình thường là 210.000 bộ đó. 57kg ok chị. Chị Hưng Phạm 60kg chưa thấy. Trời ơi, bộ này 57kg trở lại nha. Bộ em đang mặc, bộ em đang mặc là 57kg trở lại cả nhà. Alo, dạ Dương nghe hả? Dạ, em rồi. Rồi. Đó đây mình cho nhiều đều á, bây giờ ngân hàng là 350 350, nhưng mà chắc lấy là 2 bộ với một cái quần đen, còn cái quần kia không lấy. Cái quần kia là cái quần gì? Cái quần đen này, nhưng mà chắc lấy một cái quần à. Sao tự nhiên lấy có một cái? Cái gì chị nói cái gì? Có nghĩa là chị kêu lấy một cái mà bây giờ lấy hai cái hả? Ok chị, rồi vậy cái quần đó là bao nhiêu tiền nha, anh nhìn giùm em ấy. Trong cái bill rồi anh trừ lại 55.000 trên cái bill đó đi, rồi anh lên trạng thái giao một phần ha. Dạ có gì em lên em ok rồi anh điều chỉnh cho. Dạ rồi em cảm ơn anh. Chết chết không dám coi chị Quách ngon. Coi đi chứ ơi, hàng đẹp dữ lắm. Trời ơi. Bộ em đang mặc 57kg trở lại mặc vừa. Có size số 5 nhưng mà nó là bông khác. Cái chị chờ em tí xíu đi. Bây giờ lên nè, bộ này để em coi size mấy đây. Cái bộ này có size 5 rồi. Bộ nào chị? Nè tạm thời là em có cái bộ màu xanh này nè, xanh bi này là có size 5 nè. Có chị đẹp nào lấy không? Size 67kg trở lại nè. 67, 68kg nè cả nhà. Em có bộ bi này nè. Cả nhà chịu không? Cái nền của nó là nền xanh đen đó. 67kg trở lại nè, ở phía dạ. Sau là có buộc nơ cho cả nhà nữa nè. Mặt rất là đẹp nha, màu xanh đen lên là bộ này nè. Lên giúp em mã này là mã bi xanh. Chốt em bộ bi xanh. Bộ em đang mặc chốt cho chị Trúc Quỳnh một bộ. Alo, giờ nhiều nghe hả? Alo. Chị ơi,
ơi, có gì chị nhắn tin cho em đi chị. Em đang like rồi. Em thấy gọi hoài nên em bắt máy đó. Có gì chị nghe nhắn tin giùm em nha. Nè chị Trúc Quỳnh một bộ nè. Bộ em đang mặc 57kg trở lại mặc vừa cả nhà. Chị Tiết Bi. Chị Tiết Bi là bao nhiêu ký? Chị Tiết Bi ơi, chị Tiết Bi bao nhiêu ký hả? Lên thì chốt em mã da nha cả nhà ơi. Chị Tiểu Muội ơi, bây giờ thắc mắc đơn hàng thì vui lòng nhắn tin giùm em đi chị nha. Còn đơn hàng em đã gọi cho mấy chị, đã gọi cho mấy chị là đơn nó đã đi ra khỏi nhà em rồi. Em không biết cái bưu cục ở đó, bưu tá ở đó nó bị cái gì mà nó không giao cho chị. Thì bây giờ chị kiểm tra đơn hàng thì chị nhắn giùm em đi, chứ bây giờ lên mấy chị cứ chắc 10 ngày chưa giao nữa mà mấy chị không có nói gì với em chân. Lúc mà em xuống like không nói gì chân, rồi trên like sao em kiểm tra nha. Nhắn tin giùm em đi rồi đó em kiểm tra cho, hoặc là gọi thẳng cho mấy bạn chốt đơn giùm em luôn đi. Ừ, kiểm tra giùm chị đơn đó rồi em biết đường em lên xử lý cho. Chứ em giao hàng cho mấy chị em gọi rồi, em giao hàng, hàng đi giao hàng được em mới có tiền, mấy chị còn không giao em đâu lấy tiền, em đâu có tiền đâu. Nên là cái chị cứ lên mấy chị chắc em không, mà em không có hay biết gì, đơn hàng của chị em cũng không thấy đưa lên để xử lý luôn. 115.000 một bộ, bộ bi xanh em chốt cho chị bé Ba Nguyễn Thị nè. Size 5 lận nha chị bé Ba Nguyễn Thị. Bộ này size 5 nha, 63 đến 67 kg. À bộ bi xanh là em có size, có 3 4 5 cho các chị luôn, đầy đủ size nên là cả nhà lên giúp giùm em số ký em lấy cho. Bộ em đang mặc cho chị Trần Tươi nè. Rồi tạm thời còn bộ em đang mặc nó chưa thấy cái lục nó ra được nữa. Rồi bộ em đang mặc chốt cho chị Tiết Bi luôn nè. Hai bộ bi xanh 67 kg ok cho chị Trần Tiên nè. Mấy chị thắc mắc gì thôi mấy chị gọi trực tiếp cho em, hoặc gọi cho em mà em không có bắt máy, lúc em đang like em không có bắt máy, cái chị chịu khó tốn 300 đồng nhắn tin giùm em đi chị, kiểm tra giùm chị đơn hàng rồi em kiểm tra cho. Giờ khỏi nhắn lên mít nữa nha, khỏi nhắn lên Messenger nữa. Số 4 chị bé Ba Nguyễn Thị là chị nhiêu ký em quên rồi, chị bé Ba Nguyễn Thị kèm số ký giúp em đi chị, em lấy cho. Nó chậm là cái chị biết làm sao không? Do là cái đường, do là bưu cục chỗ đó, một là thiếu bưu tá không có đi giao hàng được, hoặc là đang chuyển đổi cái gì đó thì đơn hàng nó mới đi chậm thôi, cái chị nó mới bị mít lại thôi. Nghe chứ đơn bây giờ là đi rất nhanh luôn, đặc biệt là đơn tuyến Sài Gòn hôm trước hôm sau là cái chị nhận được nha. Nên là mấy chị thắc mắc cứ nhắn tin cho em đi, mấy chị nhắn trên mít không thấy em trả lời thôi chịu khó tốn 300 bạc đi, nhắn cho em cái tin nhắn SMS ha, số điện thoại 0907589899 rồi nhắn vô đó giúp em kiểm tra cho. Cái chị thấy suốt ngày em ngồi ở trên live nguyên một ngày, cái chị thấy không, em xuống live cái là nhìn em á hả là bơ phờ hết trơn. Rồi tiếp tục em chốt cho chị Nguyễn Cương nè một bộ nè, chứ em đâu có giam đơn lại của mấy chị làm chi đâu. Chị bé heo có bộ da nha, 115.000, em có ghim giá hết chị Tuyết Huệ. Bộ em đang mặc là 57kg trở lại mặc dừa cả nhà. Đẹp lắm. Rồi để em kiếm size số 5 lên cho mấy chị nữa nè. Ô, cả size số 5 em có bộ này đẹp nè. Bộ công cả nhà ơi. Bộ công. Bộ da 50kg cho chị Nguyễn bé Năm một bộ. Size 5 chị, size 5, size 5, size 7 kg, size 5. Vậy 57kg là lấy size 4. Size 5 luôn. 57. Ờ, thì bộ em mặc 57kg trở xuống. Size 57kg. Size 7. Size 7kg là size 5. Rồi, 57kg là size 3. 57kg là size 3 là size em đang mặc đó. Và okay. Size 3 là size nhỏ nhất. Rồi, ok. Ok ha. Ok rồi, ok rồi. Đó. Em nói nhanh quá chị em. Ờ, lắm. Cặp nhau. Size 5, size 5. Bộ da ở đằng kia hết hả chị? Này đây nè, còn mấy bộ chị lục ra hết đó. Chị bỏ miêu hết chưa? Nè, cô chị Nguyễn Cương nè, còn hai bộ. Rồi, ok, bộ em đang mặc, em chốt cho chị Nguyễn bé Năm một bộ nè. Còn chị Tiết Phi này 57kg là bộ rồi, gì? Bộ này luôn. Rồi, vậy còn bộ em đang mặc luôn đó. Rồi, còn bộ da, còn bộ em đang mặc nữa là hết đó cả nhà. Chị Nguyễn bé Năm nè chị. Em nhắn giao lại rồi đó chị Nguyễn Ngân ơi, em nhắn cho bên bưu cục quá là nhờ giao lại, em nhắn bên bưu tá là giao lại đi, có người nhà nhận giùm á, em nhắn rồi đó chị. Bộ em đang mặc là vải mang gồ. Rồi bộ công đi cả nhà, bộ công em có một bộ em đang cầm trên tay em là một bộ size 4 với một bộ size 5 nè cả nhà, chốt em bộ công đi cả nhà. Size số 4 là 62 63 kg trở lại mặc dừa. Bộ công cả nhà,
Bộ đang mặc chưa thấy size số 4 chứ thấy size 3 không à. Rồi bộ này 63 kg trở lại mặc vừa nè cả nhà ơi. Bộ đang mặc chỉ có size đó rồi. Bộ đang mặc hình như nó có size 3 không à chị, size 57 kg trở lại đó. Rồi 45 kg cho chị Quỳnh Loan, bộ em đang mặc cho chị Quỳnh Loan luôn là em hết hết mã da cả nhà nha. Công 4 cho chị Hân Hân. Công 4 em chốt cho chị Hân Hân, em có một bộ công 4, bộ công 5 cả nhà. Công nữa là không biết sao hết. Chắc mất tiêu rồi. Không, bộ này kiểu khác chị. Công em đang thấy ở đây có một bộ size 4, bộ size 5 đó cả nhà ơi. Rồi có bộ size 5 nữa nè. Công 4 cho chị Hân Hân nha, đẹp lắm cả nhà, chốt đi, cái vải của nó mặc cực kỳ đẹp. Hàng thiết kế nha, cái tay nè. Chốt em mã công nha cả nhà, công 4 cho chị Hân Hân, chị thấy lại giúp giùm em một cái sắp bọc mới đi chị. Em bỏ nha chị. Cái lô này nó có size lớn cả nhà ơi. Lô nào mà có size lớn là em mừng lắm. Mấy chị size lớn, size có mấy ký có đồ. Công công 4 nè, đúng không chị? Phải công 4 nè. Bộ đang mặc bán rồi, hay đứng bán nữa. Dạ. Bộ đang mặc không rồi, có size 5. Chị công 4 nè. Bộ này giống hơn vậy. Giống hơn một con cái đất nè. Rồi, công em còn được... Công này giống hơn con. Mango, cô Mai Phạm ơi, mango. Không, giải này mango nha. Đây nó có cái bông ở phía trước nữa nè cả nhà. Rồi size 5, 67, 68 kg trở lại mặt vừa nè cả nhà. 67, 68 kg trở lại mặt vừa cả nhà, chốt giúp giùm em mã này là mã công 5 nha. Công 5 em có 2 bộ. 68 trở lại mặt vừa cả nhà, 68 kg lên giúp giùm em bộ này, công 5. Cái chị coi cái này em nghĩ là 70 kg cái chị mặc được luôn nè nha. 70 kg cao 1m58 trở lên, còn chị nào hơi thấp người thì 68 kg trở lại. Rồi lên giúp giùm em bộ này là bộ công 5. Bộ em mặc hết rồi, các tình yêu của em ơi. Rồi để em lấy bộ khác em mặc cho cả nhà. Để em coi bộ nào. Em coi bộ nào nhiều nhiều em mặc cho. Bộ này giống bộ em đang lai công nữa nè. Rồi công em còn công 4 với công 5 nha. Giải mango cả nhà, mango bông chân rất là đẹp luôn. Rồi, rút mã công riêu ra cho em đi chị. Rồi cả nhà lên giúp em bộ công riêu nè chị. Công riêu cả nhà ơi, công riêu. Bộ này 60kg trở lại các chị mặc được nè. Cái kiểu này nè, 60kg trở lại mặc vừa nè cả nhà, size 3 nè. Cho cô Mai Phạm một bộ công đen. Công này là màu xanh đen nha cô Mai Phạm, không phải là màu đen nha cô, màu xanh đen nha. Màu xanh đen 115.000 một bộ. Đẹp quá tiền đẹp luôn cả nhà. Cái này bỏ vô cho nó vô. 115.000 chị, mango, hàng thiết kế nhà của lò Hiếu Hạnh đó cả nhà, mua đi. Em ôm được cái lô này giá nó hơi mềm tí xíu đó, em bán cho mấy chị có 115.000 là cả nhà mua đi. Chứ cái hàng này mà sỉ là nó đã 160, 170 rồi mấy chị. Sỉ nghiêm bình thường là 160, 170 rồi đó. Công riêu size số 3 cho chị Khang Trang. Ok chị Khang Trang. Công riêu em được size 3 với size 5 cả nhà. Size 3 với size 5 cho mã công riêu. Đẹp lắm luôn á cả nhà ơi, mặc cái quần vô không là thấy nó đã đẹp rồi ha. Đẹp quá đẹp luôn. Rồi có cái dây cái chị buộc cái nơ ở phía sau giúp chị em. Chốt giúp em mã công riêu, em còn được 2 bộ size số 5. 67kg trở lại mặt dừa. Công xanh đen size số 4 cho chị Mai Hương Nguyễn. Ok chị Mai Hương Nguyễn. Chị Khang Trang là bộ công riêu em đang mặc chị size 3. Đẹp lắm luôn cả nhà, vải mango 115.000 cả nhà mua đi, rẻ lắm. Công 3 nè chị. Để em kiếm. Cái chị thích màu sáng hả? Nè cái bộ này bỏ vô nè. Để em hơi em bán nè.
Chốt cho chị công riêu 55kg mấy 6 mà em kiếm rồi toàn không nha chế ơi. Em chưa có kịp soạn bông nha cho mấy chị nữa đó. Đây. Chưa có kịp chọn bông rồi, công riêu hết trơn size 3 rồi. Từ từ còn đây. Nhiều họa tiết lắm cả nhà. Này cho 3 bộ này đó. Đây rồi, ok, công riêu em chốt cho chị Thanh Thủy một bộ nha. Công riêu 65kg rồi cho chị Trần Thanh Thủy một bộ size 5 nè. Chị size 3 nè, cho chị Thanh Thủy nè. Công riêu cho cô Mai Phạm một bộ nè. Rồi em hết công riêu rồi nè ơi, hết trên công riêu rồi đó. Thôi nhìn 300 bộ mấy chị. Vừa like mà vừa phải nhìn hết 300 bộ đồ nha. Em vô là em về được 300 bộ. Để tìm hàng cho cả nhà mình đó. Bộ màu này, cái màu này thấy đẹp nè. Rồi cái này là nó không có size nữa. Nó chỉ có size 57kg trở lại giống như cái bộ da em đang mặc vậy đó. À, size 57kg giống như cái bộ da em đang mặc. Các chị đẹp lên giúp giùm em mã này. Bộ này các chị đẹp lên giúp giùm em là mã số 2. Lên giúp em bộ này mã số 2, size 57kg trở lại mặt dừa, mã số 2. 57kg trở lại mặt dừa cả nhà. Công riêu còn được bộ này ha. Công riêu 60 mấy ký ta? Công riêu 65kg em hết rồi chị Mỹ Lệ. Em còn bộ size 4 này nhưng mà cái kiểu khác được không? Kiểu bao luôn. Bộ này 65kg mặc được không ta? 65kg em sợ mặc nó hơi ôm không ta? Cái quần thì chị mặc ok đó, cái này size 4 nè chị. Nhưng mà size 4 em canh có 63kg mà chị 65kg chị cao bao nhiêu? Bộ này cả nhà lên giúp em mã số 2 đi cả nhà, cái màu này đẹp quá. Nó không có size luôn. Size 57kg chị giống như bộ màu da em mặc chị. Rồi 57kg trở xuống, 45kg trở lên mặc bộ này giúp giùm em là ok. Quá đẹp luôn cả nhà. 57kg trở xuống và 45kg trở lên giúp em, lên giúp em mã số 2. 115.000. Màu xanh đẹp quá đẹp luôn. Lên giúp em mã số 2 nha. Các chị nhìn thấy rõ không các chị? Cho em mã số 2 nè. Đẹp quá. Quá trời. Hai chị em múa lửa luôn. Lên giúp em mã số 2 cả nhà ơi, mã số 2. Bộ này đẹp quá. Có cái chùm, bo chùm ở phía sau nha. 56-57kg trở lại mặt dừa. À bộ này 60kg mặt nè cả nhà. 60-62kg. Để em coi cái bộ này nhiêu ký. Bộ này 60-62kg trở lại mặt dừa. Cả nhà lên giúp em mã này, mã M4. Công riêu xe số 4 em chốt cho chị Mai Hương. Ok, công riêu 4 cho chị Mai Hương nè. Cái bộ họa tiết này chị đẹp nào lấy đi nè, cái kiểu đẹp lắm hả nha. Rồi, cái này phải soạn bông ra, like nó mới đỏ mấy chị ơi. Like em vừa like em vừa rút cho mấy chị nha, rút được cái nào rút cái nào. Bộ em đang mặc mã số 2 nha cả nhà, 56-57kg trở lại mặt dừa nha. Rồi chị Mai Hương Nguyễn em chốt chị bộ công riêu xe số 4 nè. Bộ này 62kg trở lại mặt dừa nè cả nhà. Chốt em 62kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã M4. M4 cho chị Nguyễn Thảo. Hết rồi chị Trần Hằng ơi. Công riêu em hết trơn rồi chết. Nó size 5 á chị. Rồi mã này lên giúp em mã M5. Cả nhà em có size 5 nữa nè. Size 5 là 66-67kg trở lại mặt dừa nè. Lên giúp em mã này mã M5. Em có bộ này size số 5 nữa. Mã 2 có màu khác không? Có chị.
có bộ em mặc có nhiều màu lắm, kiểu em đang mặc có nhiều màu lắm. Rồi bộ này cả nhà ơi 65-66 kg trở lại mặc vừa nè, rất là đẹp luôn nha. Nhà cả nhà mặc là nó sẽ ôm, nó sẽ giãn ra vậy nè, cái hàng thiết kế nha cả nhà, đẹp lắm. Lên giúp em mã này, mã M5 em chốt cho chị Thanh Thúy. Cái này con gút đại à cô Mai ơi, bây giờ không có biết cái nào là số lớn số nhỏ hết trơn á cô, con gút đại rồi bắt đầu là mới lấy sao nha. Rồi tiếp tục nha các chị. Chị coi họa tiết này giùm em. Bỏ ra đi nhìn có dễ. Rồi thấy rồi. Không. Họa tiết giống vậy luôn, màu giống vậy đó. Dạ. Này màu trắng. Rồi bộ em đang cầm nha cả nhà ơi, size 56-57 kg trở lại mặt dừa luôn. Lên giúp giùm em mã này là mã số 3. Mã số 3 56-57 kg trở lại mặt dừa. Mã số 2 em chốt cho chị bé heo một bộ. Bộ em mặc chị Phụng tròn 1m50-55 kg hả chị? Được, mặc được nha. Chị mặc chị sợ thấy bụng nhiều á thì chị mặc cái nịt bụng vô nha, cái quần ôm cái này bụng á. Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà, bộ này em có size cho cả nhà nè. Lên giúp em bộ này mã số 3 kèm theo số ký giúp em, rất là đẹp luôn. Mã số 3 kèm theo số ký. Mã số 2 60 kg em không có. Kiểu này kiểu khác nữa chị, này chắc phải bung nhiều. Mã số 3 chị thấy mà cái em đang mặc mà cái nào mà nó không có size á thì nó sẽ cùng một mẫu, còn cái nào mà nó còn em cái size gì là nó khác nè. Này lý này là nó giống nè, hiểu không? Hiểu rồi. Quá trời mẫu luôn cả nhà ơi, này chắc em phải bung ra từng bộ quá. Ôi nó đẹp. Bộ này cổ vét, bộ này cổ khác nhà. Mã M4 57 kg trở lại mặt dừa cả nhà. Chốt em mã M4 cả nhà ơi, 57 kg. Chốt em mã M4 là chất mango hết chị, chất mango hết giúp em nha. Lên giúp em mã này mã M4 nè, ghi giùm em đi chị, mã M4. Rồi bộ này mã M3 là nó khác nha cả nhà, bộ này cổ tròn cái kia cổ vét. Rồi bộ này mã M3 57 kg luôn, rất là đẹp nha. 56-57 kg trở lại. M4 em chốt cho chị Molly. Rồi M3. Rồi bộ này em có size 4 nè. Bộ này kiểu đẹp lắm nha, 63 kg trở lại mặt dừa. 63 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã M5. 63 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã M5 cả nhà. Mã M5 63 kg trở lại. Lên giúp em mã M5 115.000 một bộ, chất vải mango giúp em. M5 cho chị Hân Hân. Đẹp quá chị ơi, em cảm ơn chị Chi Kim rất là nhiều. M5 cho chị Hân Hân. Bùng ra M5. Rồi lên bộ này coi, lên bộ này là kiểu gì đây? Kiểu gì đây? M5 em hết. Rồi lên giúp em mã M6. Ôi ôi, M6 57 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã M6 cả nhà. M6 57 kg trở lại mặt dừa. Bộ em mặc không có size 5. 57-58 kg trở lại nè cả nhà ơi, chốt giúp em mã này là mã M6 đi. Thật ra cái bộ này là eo 80, eo 82 là 60 kg trở lại cái chị mặc được luôn đó. Nhưng mà em canh em trừ hao cho mấy chị một tí xíu nha, 57-58 kg. Lên giúp giùm em bộ này.
Bộ em đang cầm là máy chị M6 đúng không? M6 giúp em, M5 em hết rồi chế ơi. Lên giúp giùm em bộ này là M6, 57kg trở lại. Bộ em mặc không có size 4, chứ là bộ em mặc là nó hàng nó không có size 1 hả. Nè cái chị thấy cái quần không, quần là mình mặc đã thoải mái rồi nè cả nhà. Lên giúp giùm em bộ này, có cái ren ở trước này chị. Cái cổ này đẹp lắm, M6 cho chị Tiết Huệ một bộ. Cái ở phía sau là nó có cái bo hết á các chị, nên là mấy bộ này là 60kg là các chị mặc ok đó, nhưng mà em canh em trừ hao xuống tí xíu 57-58 thôi ha. M6 em chốt cho chị Tròn Nguyễn cho các chị mặc cho nó đẹp. Còn ví dụ chị nào 60kg mà sợ mặc có cái bụng tí xíu á thì về mặc cái nịt bụng vô. Nó có size là mẫu nó khác hay sao đó chị? Ừ. Vậy hả, giống rồi. Ui, giống vậy là ok đó. Để em mua trước. Dạ. Cho chị Tròn Nguyễn mãi em mà sáng. Được chị Tuyết Bi nha, em chốt cho chị Tuyết Bi. Bộ mã da chị không lấy thì chị xuống dưới chị nói mấy bạn nhà em xả ra chị được, không sao hết. M6 em chốt cho chị Khang Trang, M6 cho chị Hoa Nguyễn, em chào chị Phạm Hương. M6 tạm thời chưa thấy hàng. Chốt quá trời chốt luôn, không có hàng. Chết rồi, mới chết rồi, chết phiểu quá. Để em lấy bộ khác em bù vô. Nè, bộ này được không? Mà cái cổ khác nó bù vô cho cái chế được cái này nó giống giống. Ủa, không có hả? Em nhìn sơ qua em thấy nó nhiều lắm mà cuối cùng nó không có hả chị? Chết rồi mấy chế ơi. Vậy là của được có hai chị hả chị? Mới tạm thời mới có hai chị đó. Mãi M6 nhưng mà cái kiểu này được không chị? Mãi M6 mà kiểu này được không chị Hoa Nguyễn ơi? Chị Hoa Nguyễn với lại là chị gì, chị đẹp nè, chị đẹp Khang Trang nè. Nó khác kiểu được không chị? Cái kiểu thì nó chỉ khác cái cổ thôi. Nó chỉ khác cái cổ được không ạ? Cái kia là cái cổ nó có ren, còn cái này là cái cổ nó vậy nè. Được không chị? Ok không ạ? Nhưng mà bộ có size này, bộ này size 5 mà. Rồi chốt giúp giùm em nha. Bộ này là size 57kg nè. Hai chị đẹp lấy thì ok giúp em nha. M3 em chốt cho chị Tuyết Bi. Rồi ok thôi chị, bộ này ok thôi, màu trắng đẹp quá luôn nè. Em có 3 bộ nè. Rồi M6 em có 1 bộ size số 5 cả nhà ơi. Em có 1 bộ size số 5, 65kg trở lại mặt dừa nè. 65kg trở lại mặt dừa. Chị đẹp nào chốt với em bộ này đi, đẹp lắm, đẹp luôn. Mã M6 size số 5 và mã M6 size số 3. Em lên chung bộ này luôn nha. Rồi vậy là xin lỗi hai chị đẹp nhà em nha. Xin lỗi hai chị đẹp nhà em là cái mã M6 chị Hoa Nguyễn với chị Khang Trang nè. Em không thấy hai chị trả lời, không biết hai chị chịu không. Rồi ok, chị Khang Trang là ok, chị Hoa Nguyễn là em chưa thấy trả lời. Nè, size 3 cho chị Khang Trang nè chị. Rất là đẹp luôn. Rồi em còn mã M6, một bộ size 3 với một bộ size 5 nữa cả nhà. M6 size số mấy chị Thanh Thủy ơi? Size số mấy chị? M6 size số 5 em chốt cho chị Thanh Thủy. Rồi chị Hoa ok luôn, là em hết luôn. Em hết mã M6 màu trắng này luôn. Ok chị Thanh Thủy 65kg là em chốt cho chị size số 5 nha. Rồi em hết rồi chị Tấn Phát ơi. Ủa cái bộ size số 5 là bộ này hả chị? Bộ này đúng không?
Con này size 3 nè. À con này size 3 luôn nè. Đây là chị, 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 chị coi cái quần. Nó lộn á. Nó lộn không? Vậy đây chị nè. Đúng rồi chị. Cái quần này bị. Dạ ok. Quá trời đẹp luôn. Ok ok cả nhà nha, bộ xanh em đang mặc 53kg cho chị Trang Sanda. Rồi bộ em đang mặc mà 53kg thì chị mặc đẹp luôn đó. Vừa y luôn. Quá trời đẹp luôn cả nhà ơi, nó nhiều họa tiết đẹp lắm. Cả nhà chờ em tí xíu đi. Em cũng nôn dữ lắm rồi. Có họa tiết nào cho nó mới mới tí xíu rồi chứ. Đỏ đi. Đỏ cho mới rồi. À em còn được một bộ size số 4. Xin chúc mừng chị đẹp nào size số 4. Xin chúc mừng chị đẹp nào size số 4, size 62kg trở lại nè. 58 đến 62, 63kg nè chị. Chốt giúp giùm em bộ này. Mã này là mã M6 mà size số 4. Lên giúp em M6 số 4 ở phía sau giúp giùm em. 115.000 một bộ. Rồi cả nhà chốt giúp giùm em nha. Nè chị em dơ cái quần gì là coi được rồi. Lẽ giờ mặc vô nữa, mặc vô chắc xỉu quá mấy chế ơi. Nè chị em dơ vậy là coi được rồi nha. Rồi chốt giúp giùm em bộ này cả nhà ơi. Mã M6 mà size số 4 là size 63kg nè. 58 đến 63kg là mặt đẹp. Chị nào 60kg. À size 3 còn bộ nữa nè chị. Đó, còn bộ size 3 nè. Rồi em còn bộ 3 với bộ 4 cho mã M6 nha. Bộ ăn bền. Rồi chị kiếm bộ này cho có bộ nào nữa không chị. Đóng đó. Đóng này nó nằm bên em. Mã M6 size số 4 em chốt cho chị Nhung Nguyễn 115.000 một bộ chế. Hàng mang gồ bông chân giúp em rất là đẹp nha. Cái rồi bộ này em có size số 4, size số 4, size số 5. Rồi size này, bộ này em có size 3, size 4 và size 5. Chị Nhung Nguyễn ơi, chị 1m65 thì chị coi giùm em cái quần chị mặc được không nha chị ơi. Chị có thể là chị mặc cái quần nó ngắn hơn em mặc đó. Hả? Đó là ba đen size số 1. Cái bộ bông vàng mình đoạn size 5 bông vàng hết sao năm em. Bông vàng mình còn 1, 2, 3, 1, 3 hả? Hết 2, 1, 2, 3 hả? Rồi đất với nữa, thấy không? Em nói với chị nó dính cái lời nguyện rồi. Trời đất ơi, nó bực bội. Ôi ôi, nó đẹp. Cả nhà ơi, lên giúp em bộ này là bộ bi giúp em nha. Bi da. Lên giúp giùm em bộ bi da. Em có size 3, 57kg trở lại. Size số 4 là 58 đến 63kg và size số 5 là tầm khoảng 63 đến 67kg. Rồi cả nhà lên giúp em bộ bi-da. Bi-da giúp em nha, quá đẹp luôn rồi. Bi-da, bi-da cả nhà. Chú em mã bi-da các chị. Em là 1m58 nha, 48kg nha cả nhà. Nhưng mà form hàng thiết kế quá đẹp luôn nha. Bộ men gồ 115.000. Bia size số 4 em chốt cho chị Hân Hân. Bia size số 5 em chốt cho chị Hồng Thấm. Rồi em hết 5. Có bộ 51 thôi đúng không chị? Em hết 5 cả nhà ơi. Bia size số 3. À, bia size em đọc lại nha. Bia size số 5 cho chị Hồng Thấm, chị Thanh Thủy là em hết nè. Bia size số 4 cho chị Hân Hân. Bia 5 em hết chị Lo Nguyễn. Bia size số 4 cho chị Kiều Dương. Rồi bia size số 3 em chốt cho chị Đinh Kiều. Rồi là em hết mã bia cả nhà. Hết chân bia. Có nhiêu đó hả? Hàng sale nên là nó không có được nhiều nha các chị đẹp. Hàng sale mỗi một con họa tiết nó được vài bộ à. Rồi cái màu vàng cho dễ thấy. Cái này ha. Em lên cái này ha. À, cái này đi, cái màu này đi, màu này đẹp nè, màu này mặt trắng lắm nè. Lên giúp em bi vàng cả nhà ơi, bộ này đẹp lắm nè, bộ này cái chị mặt trắng da lắm. Bi vàng em có size 4 nè. Size 5 luôn. Size 5 luôn nè.
Size 4, size 5 luôn nè cả nhà, em bỏ 115.000 bi da em hết rồi cả nhà. Rồi bi vàng, bi vàng em có 3, 4, 5 cho cả nhà luôn. Rồi cái bộ bi vàng nè cả nhà, bi vàng size số 5 em chốt cho chị Thanh Thủy. Bộ này người ta bán 200 mấy bộ lần đó chị, mình mua có 115.000 hả, giá quá hời luôn, lẹp lắm. Bi vàng, bi vàng size số 3, size số 4 và size số 5 cả nhà chốt giúp em. Bi vàng không có size 2. Bi vàng size số 5 cho chị Loan Nguyễn. Năm mình được hai bộ hả chị? Bi vàng 5 cho chị Loan Nguyễn nè. Chị rút đi, em coi coi còn bi vàng này chị đang rút đây. Bi vàng là em có 3 dưới 4 nha cả nhà ơi. Bi da em hết rồi cả nhà, chuyển qua bi vàng đi. Rồi bi vàng 5 cho cô Mai Phạm một bộ. Rồi bi vàng em còn 3 dưới 4 cả nhà. 3 dưới 4. Bi vàng 5 cho cô Mai Phạm. Bi vàng 4 em chốt cho chị Nguyễn Khôi. Bi vàng size số 3 cho chị Phụng Trần. Bộ này chị Phụng Trần mặc được nè, chị Phụng Trần. Cái kiểu này chị mặc ok nè. Bi vàng size số 3 em chốt cho chị Hoa Nguyễn. Bộ em đang mặc không có size số 4 chị Phương Dương. Nó cùng một size một à, chị chốt size nào nó cũng y chang vậy đó chị Nhung Nguyễn ơi. Nếu mà chị không có chốt được cái này thì chị cũng không có chốt được bộ nào nữa trơn á. Nó y chang nhau hết đó, chiều dài nha. Nếu mà chị không có mặc được á thì là chị không có chốt được cái nào trơn á. Tại vì cái hàng này là hàng nó đã thiết kế, nó đã chuẩn cái size vậy rồi. Bi vàng size số 3. Bi vàng size số 3 nè chị. Rồi, bi vàng này là size số 4. Rồi, bi vàng em còn 2 bộ size số 4 cả nhà ơi. Bi vàng em hết 3 rồi chị Tròn Nguyễn. Đồ thiết kế là nó dài như vậy là nó đã quá ok rồi đó chị. Hàng của Lò Hiếu Hạnh ha, hàng nói chung cái chị mua trên thị trường là nó cỡ vậy thôi chứ nó không thấy được. Thôi là chị mặc được mấy cái bộ kia thì bộ này nó mặc nó giống vậy đó. Được thì chị chốt nha. Bi vàng 3 em hết nha, em còn bi vàng 4 nha cả nhà. Em còn bi vàng 4. Rồi, lên bộ này đi chị. Lên kiểu khác đi. Lên cái kiểu này cho nó khác khác chút xíu đi chị. Nè bông này, chị nhìn ra không? Đây. Nó nhiều. Đây để em lên kiểu khác cho cả nhà mình. Chị thấy cái bông bông á chị. Rồi nó đúng rồi đó. Rồi bộ này là em đang có size số 5 nè cả nhà. Size 3 luôn à. Trời ơi nó đẹp cả nhà ơi. 115.000 hàng mango. Đây cái kiểu này nè cả nhà. Cả nhà thấy kiểu này không? Đẹp lắm luôn. Em có size 3 với size 5. Size 3 bộ này là 56-57kg trở lại ha. Và size số 5 của bộ này em chốt cho cả nhà 65kg trở lại cho cả nhà mặc cho nó đẹp. 65-66kg trở lại. Mình chốt bộ đang mặc ok chị Son Thái nha. Bộ em đang mặc 55kg thì chị mặc đẹp luôn. Chị mặc thử đồ này đi cả nhà. Đồ này là em thích dữ lắm luôn á. Mà hàng nghiêm là em không dám lấy cho mấy chị. 65kg size số 4 vừa không? Không chị. Em không biết tạng người của cái chị như thế nào. Chất vải này không có co giãn nên em canh em trừ hao xuống cho cái chị một tí xíu. Là size số 4 em chỉ canh 63kg thôi ha. Size số 5 thì lên 67kg. Rồi bộ này lên giúp giùm em. Bộ này size 3 cho chị Phương Dương. Đen 5 em chốt cho chị Thanh Thủy.
Nói chung là em hàng không có coi giảng, em trừ hao cho cái chị tí xíu. Nhưng mà em nghĩ mấy cái form này thì người ta lên size 4, size 5 là cái size. Size 5 là size 70kg rồi đấy. 5 em chốt cho chị Trò Thanh Thủy nè. 3 là chị Phương Dương chốt bộ này đúng không chị Phương Dương? Chị Phương Dương đang 3 nè, đang 5 cho chị Diệu Hiền. Cái này là em hết nè. Đẹp lắm luôn á cả nhà. Bộ này là size số 5 là em canh 65kg nha. Để chị mặc cho nó đẹp. 65kg nha chị. Chị Phương Dương là size 3 nè chị. Chị Diệu Hiền là size số 5 nè. Rồi có 3 bộ à, hết nha cả nhà. Rẻ quá chừng rẻ luôn các chị ơi, hàng rất là đẹp. Hàng này mà đưa em đi lấy hàng nghiêm về bán cho mấy chị 200 mấy bộ em không có lấy đâu mấy chị. Không dám lấy. Nha, 100 mấy thì em bán cho mấy chị được. Đây, cái này em có 2 bộ này nè. Này còn nó đang còn nữa không chị? Size 3 là 57kg trở lại đó. Chị Phương Dương, chị cân nặng chiều cao bao nhiêu ạ? Xả cái bộ của chị Phương Dương ra đi chị. Đen 3 em chốt cho chị Nguyễn Hồng. Chị Nguyễn Hồng lấy bộ đen 3 đi chị Nguyễn Hồng. Ok, xả của chị Phương Dương ha. Đen 3 em chốt cho chị Nguyễn Hồng. Ok, chị Diệu Hiền. Sao chị lấy tới đen 5 dữ vậy chị Diệu Hiền? Chị mặc 3 hoặc 4 được rồi. Em 78 là chị sợ nó ôm thì chị lấy size 4 được rồi. Mà thường là mấy cái hàng thiết kế này là size 4 là cũng tầm khoảng 62kg đó chị. Ui đẹp quá. Hả? Kiểu này kiểu khác hả chị? À, 5.8. Trời đẹp quá các chị ơi. Cái kiểu này kiểu đẹp nè. Kiểu này đẹp lắm. Ở phía sau nó là như này ha, nguyên cái này nè. Rồi 56 57kg trở lại mặc vừa giúp em luôn. Lên giúp giùm em mã này là mã chữ cả nhà. Lên giúp em mã chữ. 45kg là mặc ok hết chị Nguyễn Hồng ơi, mấy cái form này. Đen 3 em hết chị Phạm Long ơi. 62kg mét rưỡi thì mặc size 5 chị Phương Dương. Rồi bộ này 56 57kg nè. Đây bộ này nè. Cái này nhà ơi, bộ này là size ok nè nha. Form này mặc đẹp lắm. Rồi chốt em bộ này nha cả nhà. Cổ vuông. Lên giúp em mã chữ cả nhà ơi. Mã chữ đẹp lắm, cái vải nó đẹp lắm. Hàng cao cấp đó cả nhà. Hàng này 200 mấy bộ đó, 230, 240 bộ đó. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã chữ cả nhà. Mã chữ. Chữ em chốt cho chị Đinh Kiều. Bộ em đang mặc 56, 57kg trở lại vừa thôi chị. Bộ em đang cầm cũng vậy nữa nè. Chị Cẩm thì Lê Thị mặc vừa thì lên giúp giùm em mã em đang mặc là mã M3. M2 hay M3? M2 chứ. Bộ em mặc là mã M2, còn mã này là mã chữ. Cả nhà chốt em nha. Thêm bộ mã chữ cho chị Son Thái. Ok. Mã chữ cho chị Kiều Lê rồi em hết mã chữ. À còn bộ mã chữ. Cái bộ mã chữ này giải đẹp lắm. Dạ. Rồi mã chữ giúp em, mã chữ em còn bộ cả nhà cho chị Thanh Mai, rồi là em hết nha. 56, 57kg trở lại là mặt bao đẹp. Lên màu này đi chị, màu này còn quá nhiều. Hàng này em có size cho cả nhà nè, cả nhà chờ em tí xíu. Chữ nó thì chết hết rồi, còn đâu nữa không?
chữ còn bộ chị. Còn hả? Đổ hết luôn chứ. Nè. Rồi rồi chị lấy đi em bỏ cho. Size 3 là 56 57 kg trở lại chị ơi. Đâu mình thấy cái đo coi cái bộ đó. Nè nè chị nó có cái ren này nè, màu này nè, có cái ren ở trước kìa nè. Đúng rồi. Không phải khác. Có khác nữa. Rồi có nhiều lần nhiều nha. Rồi em cái này em có size 3, size 4 và size 5 luôn cả nhà. Size 3, size 4 và size 5. Đẹp chưa cả nhà ơi. Size 3 là 57kg ha. Size số 4 là 62-63kg. Và size số 5 là tầm khoảng 66-67kg trở lại mặt dừa. Dạ ok chị Diệu Hiền. Chị Hoa Nguyễn ơi, chị Hoa Nguyễn lấy bộ này đi, hồi nãy chị chốt một bộ này nè, bộ có cổ nè, lấy bộ này size 3 đi chị, đẹp lắm, bộ này chị mặc được nè, bộ này phơm gọn. Lên giúp em bộ này, bộ em màu em đang mặc 57kg trở lại cho chị Cẩm Thị Lê Thị, 48kg là mặc vừa luôn chị, size 5 cho chị Tấn Phát. Hết hả chị, size 5 bộ em đang cầm cho chị Tấn Phát. Chưa lên mã luôn, mấy chị tự lên mã kem giùm em luôn cũng được. Rồi cho chị Tấn Phát nha. Ủa không, bộ em đang mặc cho chị Cẩm Thị Lê Thị. Bộ này cho chị Tấn Phát nè. Rồi màu kem luôn đi cả nhà. Kem em còn được size 3 với size 4 cả nhà ơi. Kem em còn được 3 với 4. Hết 5. Hết 5 chị Trần Hàng nha, chị Trần Thị hết luôn. Mẫu em đang cầm cho chị Kim Ngân. Một bộ. Bộ em đang mặc nó nằm ở đâu vậy? Đây đây đây, đây. Kem 4 em hết chị Tuyết Huệ, em còn kem 3. Kem 3 56 57kg trở lại mặt dừa. Chúng em kem 3 cả nhà. Bộ em đang cầm là kem 3, em còn được một bộ. Chị Hoa Nguyễn lấy bộ này nè chị Hoa Nguyễn. Chị Hoàng Thánh ơi, em hết rồi, kem 4 em hết rồi, em còn kem 3 cả nhà. Kem 3. Chị Kim Ngân nặng bao nhiêu ký vậy chị Kim Ngân? Chị con Kim Ngân cân nặng chiều cao bao nhiêu vậy chị ơi? Kem 4 em hết rồi, 4 chị mặc không vừa chị Thanh Thủy. Thủy. Chị Phượng Hồng coi kỹ coi mình cái này được không chị mặc hả? Chị mặc cái này là chị phải lên like đó. Chắc like chị ok không? Không, em hết đồ đùi rồi chứ. Ship 20 ngàn trên đơn. Sao mấy chị mua hàng mấy chị hay hỏi tiền ship với ta? Mấy chị cứ mặc định mấy chị mua đồ ở trên online mạng á, là các chị cứ mặc định cái chị trả 30 ngàn tiền phí ship giùm em đi mấy chị. Ship bên em 20 ngàn trên một đơn nha. Rồi chị Kim Ngân mặc bộ này không có dừa. Em chốt bộ này cho chị Phượng Hồng. Bộ này chị Phượng Hồng mặc dừa nè. Chị Kim Ngân 60kg mặc không có dừa. Chị Hoa Nguyễn ơi, đã muộn rồi. Em chốt cho chị ấy rồi, em đợi chị trả lời lâu quá em chốt cho khách luôn rồi. Bộ này được mấy bộ hả chị? Coi cho mình em coi này được mấy bộ vậy thôi, mấy con mình nói. À đây đây, em đây em còn nữa nè. Em còn được một bộ nè, để coi size mấy thì chốt cho chị. À size 4. Size 4 cho chị chị nào chốt kem 4 nè, kem 4 cho chị Hoàng chị Tuyết Huệ. Ok, kem 4 cho chị Tuyết Huệ nha. Chị Tuyết Huệ em lấy cho chị một kem 4. Kem 3 em hết rồi. Rồi lên bộ này đi cả nhà. Bộ này em được ra mấy bộ à. Cái này có size luôn nè. Giải đẹp kiểu gì vậy? Rồi cái hình tròn tròn này nè chị, dễ nhìn nè. Chị coi bên đó có không? Như ở ngoài bìa đó, ngoài bìa có không bộ? Không có hả? Rồi cái này em có hai bộ thôi cả nhà. Này em có một bộ 3 với một bộ 5. Cả nhà lên giúp giùm em mã này là mã số 7. À, mã số 7. Số 7 em có một bộ size 3 với một bộ size 5. Mã số 7. Da 5 em hết rồi. Bộ em đang cầm mã số 7, em có một bộ 3 56, 57kg trở lại mặt dừa và một bộ size số 5 là 65kg. Lên giúp giùm em bộ này.
nó đẹp. Bộ này là chị nào cao 57kg, cao 1m57 trở lên giúp em nha. Mặt nó sẽ ok. Đây, giãn ngay vậy nè. Mã số 7, size số 5 cho chị Tấn Phát. Ok, chị Tấn Phát rồi, em còn bộ size 3. Rồi, của chị Phượng Hồng xả đi chị. Chốt kỹ giúp em đi chị Phượng Hồng. Của chị Phượng Hồng là bộ gì vậy chị? Rồi, chốt qua cho chị Hoa Nguyễn đi. Chốt cho chị Hoa Nguyễn. Size 5 em hết, size 3. Không, chị Trần Tươi không có. Bộ này em chốt cho chị Thanh Lê. Bộ này em chốt cho chị Thanh Lê ạ. Rồi, đưa bộ đó em chốt cho chị Hoa Nguyễn. Chị Hoa Nguyễn em chốt bộ da này cho chị nha, bộ kem chứ. Bộ kem này em chốt cho chị Hoa Nguyễn nè. Chị Hoa Nguyễn ok không? Chị Hoa Nguyễn ơi. Đâu rồi ta? Bộ này chị mặc được nè, bộ này chị mặc ok đó. Thoải mái. Lấy bộ có cổ này đi chị. Nãy chị lấy bộ kia nó khác. Đang màu đỏ đi chị đẹp, cái thế màu đỏ này có nhiều nè. Đỏ này hả? Ừ. Ok, màu đỏ này đi cả nhà. Nhà không chị hợp. Màu đỏ này lên hợp tiết đẹp nè. Lên cái đỏ cho mùa xuân nó tới nha mấy chị. Đỏ này nó không có sai. Ồ đẹp quá. Ôi ôi. Xuất sắc. Xuất sắc, xuất sắc cả nhà ơi. Đỏ này 60kg trở lại mặc được nè. Ồ đẹp. Để mặc cho mấy chị coi. Chốt em mở đỏ nha cả nhà. Bộ này 60kg cả nhà mặc được không hay là 57kg? 57kg luôn đi cả nhà ơi, cho chắc ăn 60kg, em sợ mặt hơi ôm á. 56, 57kg trở lại mặt đẹp bộ đỏ này giúp em. 45kg trở lên ha, 57kg trở về. 45kg trở lên, 57kg trở về, chốt em mã đỏ đi cả nhà. Đẹp quá đẹp luôn cả nhà ơi. 45kg trở lên và 57kg trở về giúp em, rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã đỏ cả nhà. Đỏ 60kg em sợ mặt ôm á chị. Ok, đỏ 52kg. 52kg, nói chung là bộ này 56, 57kg trở xuống là cái chị mặc ok nè. 60kg em sợ mặt không vừa chứ ơi. Sợ ôm á, ôm cái bụng á. Đỏ không có size 5 rồi chứ đẹp. Đỏ cho chị Nguyễn Tuyết. Đỏ cho chị Phúc Nghi. Nhức nách, đúng là chị Kiều Dương ơi. Nhức nách cái bộ này luôn, bộ này ngoài đẹp lắm. 45kg đổ lên, 56, 57kg trở về giúp em mặc bộ đỏ này nha. Đỏ 59kg chị cao bao nhiêu chị? Cao, gọn người, mặc mới vừa. Để thôi nó bị ôm á, nó bị ôm cái bụng á. Em chốt đơn hàng em hay trừ hao cho mấy chị lắm nha, em hay trừ hao. Bộ đỏ không có size 60kg, cái chị đẹp nhà em ơi. Cổ vậy đó. Đỏ em chốt cho chị Trang Sanda. Chị Trần Tươi có đỏ. Đỏ em chốt cho chị Hoa Nguyễn, ok chị Hoa Nguyễn. Bộ này là 45kg đổ lên, 56, 57kg trở về giúp em là mặt đẹp. Đỏ em chốt cho chị Huỳnh Việt Bảo. Nếu mà eo của chị tầm khoảng 76-77 trở lại thì ok đó. Bình thường chị nào mặc bên em size số 2 hoặc 2 cộng tí xíu đó. Nói chung là eo dưới 80 nha cả nhà. Tầm khoảng 77-78 trở lại thì ok. Eo 80 dưới 80 trở lại. Đỏ, đỏ em chốt cho chị Quỳnh Loan. Nhiều bộ rồi chị.
đây đây bỏ vô. Cả chục vân đơn rồi đó, 1 2. Ôi đền dữ, còn cho thêm 2 bộ nữa. Cho chị Quỳnh lo một bộ. Alo em nghe chị. Không có, số 3 size 56, 57 ký trở lại chị mặc vừa không? Ok ha, rồi, rồi ok. Dạ, dạ. Nhiều lắm. Dạ, dạ. Dạ, tập này. Rồi em chốt tới chị Quỳnh Loan nè. Đồ đỏ này đẹp thiệt cả nhà ơi, đẹp lắm. Em lấy được đồ đẹp cho mấy chị, trời em mừng dễ sợ luôn. Rồi lên giúp em mã đỏ nha cả nhà ơi. Rồi đỏ em chốt cho chị Thanh Lê một bộ. Em chốt cho chị Tròn Nguyễn một bộ. Cốt em chưa lấy đó chị. Cốt lấy bộ em đang mặc đi. Đỏ em chốt cho chị Phượng Hồng một bộ. Rồi là em hết luôn. Rồi em hết bộ đỏ luôn cả nhà ơi, hết bộ đỏ. Hết bộ đỏ luôn rồi chị Trang Sanda ơi. Hơi còn á thì em thêm cho chị ha. Hơi còn thì em thêm cho. Chút xíu chốt đơn, ở quên cái này ngày mai nếu mà kịp thì bên em chốt luôn, còn không thì ngày mai em chốt á thì chị hỏi mấy bạn coi có bộ đỏ nào thêm á. Mấy bạn nói mấy bạn nhà em bỏ lấy thêm cho chị thêm bộ nữa. Đẹp quá chừng đẹp. Kén kiếm cho chị thêm bộ nữa. Này cái họa tiết nó khác. Họa tiết khác kiểu khác. Bộ đó tươi mình dễ thấy đó. Nó màu nó rất là tươi. Còn bên tôi phía bên chị hết luôn hả? Rồi hết ha, em hết. Em hết đỏ. Nên bộ này đi chị, bộ này cũng đẹp nữa nè. Bộ này cũng ok luôn, các chị đẹp nhà em ơi. Bộ này cái cổ của nó đẹp lắm luôn nè. Cái cổ nè cả nhà, cái cổ của nó là cái bâu như vậy nè. Chị thấy không nè, nó cắt lên nè. Trời cái bâu đẹp lắm. Lên giúp em mã số này là mã số cũng 57kg trở lại giúp em luôn nha. Cũng 56, 57kg trở lại giúp em luôn. Lên giúp em mã số 8. Đúng rồi đó chị. Hôm nay nó có cái nhà nó chị nhìn cái mạc á. Lên giúp em bộ này mã số 8 cả nhà. Cũng 57kg trở lại luôn nha. Giúp em mã số 8, bộ này cũng đẹp nữa nè. Mã số 8, mã số 8. Rồi cả nhà chốt giúp em nha. Mã số 8. Còn size lớn chị, còn size lớn. Chốt em mã số 8 cả nhà ơi. Mã số 8 cho em được vài bộ. À đây còn nè, chốt cho chị ấy bộ. Thơm quá. Cho chị ok, em chốt cho chị Trang Sanda thêm một bộ đỏ nha chị. Em tìm được bộ đỏ cho chị rồi nè. Chị bỏ cho chị. Bộ em mặc mã số 8 cả nhà. Mã số 8 rất là đẹp luôn. Bộ này cái cổ nó vậy nè nha. Cái họa tiết nó khác với cái bộ đỏ hồi nãy. Đẹp lắm. 56-57kg trở lại. Đẹp quá chị đẹp luôn cả nhà. Rồi lên giúp em mã số 8 nha. Mã số 8 em có mấy bộ à. Rồi lên size lớn cho mấy chị nè. Kiếm size lớn lên. Lên bộ này đi chế, bộ này có size bự nè. Rồi bộ này em có size 3, size 4 và size 5 cho cả nhà mình nè. Bộ này chị nào mà có bụng rất là dễ mặc nha cả nhà. Cái kiểu này nè. Dễ đẹp lắm nha cái chị.
Rồi 57kg trở lại là size số 3, 62, 63kg trở lại là size số 4 và 67kg trở lại là size số 5. Bộ này cả nhà lên giúp em mã số 9. Em có size 3, size 4 và size 5 cho cả nhà luôn. Chốt em mã số 9. Bộ này cái form, cái áo của nó dạng như là form suông xuống ở phía sau, nó có cái dây buộc nha. Các chị buộc nhẹ vô. Nó có cái nơ ở phía sau rất là đẹp luôn nè. Đây bộ này không bo thun nè chị Phụng Trần. Bộ này không bo thun là chị mặc size số 3 là ok nè. Cái form nó suông xuống vậy nè, mình buộc cái dây nhẹ ở phía sau thôi. Mã số 9 size số 5 em chốt cho chị Lo Nguyễn. Lấy bộ này là chị nào có bụng là mặc ok nha. Nó không có sợ bị ôm cái bụng của mình. Rồi chốt giúp em mã số 9. Giải đẹp quá, cái màu cũng đẹp nữa. Chốt em mã số 9 nè. Mã số 9 size số 5 cho chị Ngọc Mai. Còn không chị? Còn đây chị có bộ này đó, chị có bộ chút dư. Rồi cho chị Ngọc Mai một bộ. Mã số 9 size số 4 cho chị Mai Hương Nguyễn. Cái màu này đẹp lắm đó nha. Bộ này cái chị mặc đi tiệc đi này kia đều cũng ok. Mã số 9 size số 5 còn bộ nào không chị? Em coi coi còn bộ nào không nha chị. Mã số 9 em còn size số 4 à, size 58 đến 62 63 kg mặc đó cả nhà. 4 luôn. Hết size 5 rồi chị Tấn Phát ơi, hết trơn size 5 rồi. Số 3 mã số 9 em chốt cho chị Phụng Trần. Size số 3 mã số 9 cho chị Phụng Trần. Rồi em còn size 4 nha cả nhà ơi. Hết chị Phụng Hồng nha. Mã số 9 em còn size số 4 rồi. Hàng sale là nó được có vài mẫu đó đó chị. Đây cái bộ này em còn nè cả nhà. Cái bộ bi đen này em còn bộ size 4 nè. Bộ bi đen em còn bộ size 4. Chị đẹp nào nãy chưa chốt được chốt lại với em. 62-63kg trở lại mặt vừa. Chốt em bộ bi đen. Bi đen size số 4, 62-63kg trở lại. Chốt em bộ này cả nhà, bi đen. Chốt em bộ bi đen à. Bi đen cả nhà ơi, bi đen. Số 4 em chốt cho chị Huỳnh Việt Bảo. 58kg, 57, 58 đến 63kg nha. Rồi bộ này đẹp quá cả nhà. Bộ này kiểu đẹp quá không. Bộ này 65kg trở lại mặt dừa. 65kg trở lại mặt dừa. Dạ yeah. Lên giúp em mã này là mã Sơn Thủy. Sơn Thủy. Em có một bộ 65kg và một bộ size 55kg. Hai bộ size 55, 56kg. Đó chị, ngay tay chị có một bộ nữa. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Đó luôn chị đi. Ngay chỗ cái tục hồi nãy chị ấy luôn. Đúng rồi. Khác hả? Nè cái này nó có nè. Cái này nó có cái vòng vòng này nè. Này với này nó giống nè. Đúng không? Cái cổ á, chủ yếu là cái cổ. Nó giống đó chị, ni trang á. Ni trang á. Chốt em mã Sơn Thủy nha cả nhà. Đó đó, đúng rồi đó chị, rút ra cho em. Đó đó chị. Tại nó chị thấy nó xiết ngay chỗ cái mí khác á. Chị nhìn nó khác á, đó đó. Chị Mai Hương Nguyễn đổi số điện thoại. Cái bộ bi đen chị nhét vô lại giùm em. Em thấy quên. Mã số 8. Mã số 8 là bộ nào? À, đây mã số 8 là bộ đỏ. Mã số 8 em chốt cho chị Thương Trần. Ok chị Thương Trần, bộ đỏ này nha chị. Bộ em đang mặc á. Sao cái này mình Mai Hương Nguyễn là cái nào? Cái nào? Đó,
Chị đổi số điện thoại chị. Chị kêu gọi số khác. Mai Quỳnh Việt Bảo hả? Hả? Ủa chị Mai Hương Nguyễn là khác hả? Đúng rồi, đúng rồi. Chị Mai Hương là em bấm số đây để em nhận mấy thầy chị giữ cái này. Nhưng chỉ cho số điện thoại em tưởng là chị chết. Đây là bỏ đây mà để cái chuyện đó. Rồi, bộ này sơn thủy cả nhà ơi. Sơn thủy em có size 3, size 4 và size 5 luôn nha. Này nó khác nó giống đây. Giống. Rồi, size 3, size 4 và size 5 cả nhà. Lên giúp giùm em mã sơn thủy. Size 3 em chốt cho cả nhà là 55-56kg đi ha. Cái bộ này size số 5 thì em nghĩ là 65-66kg trở lại là cái chị mặc ok. Rồi, chốt giúp giùm em bộ này. Bộ sơn thủy này đẹp lắm luôn nè cả nhà. Lấy bộ đang mặc cho chị Tròn Nguyễn luôn, ok chị Tròn Nguyễn. Ủa em đang mặc là... Để em mặc bộ mã số 8 này là ở quên cái bộ sơn thủy này lên cho cả nhà xem nha. Này cho vô bọc như chị để hơi em lộn. Giống vậy. Này size 4. Để em coi size 4 bộ này ra cả nhà. Size 4 bộ này 60kg nè cả nhà ơi. Size 5 65kg đi. Đó thôi cái chị mặc nó bị ôm á. Chị nào có bụng tí xíu sợ bị ôm á. Sơn thủy 4 cho chị Huỳnh Việt Bảo. Chị Huỳnh Việt Bảo lấy bộ này lên size 5 đi chị. Size 4 em sợ chị mặc nó bị có bụng lên hơi bị ôm đó. Ok không? Ok thì em lấy cho. Ví dụ như mấy chị 55, 56, 57 thì có thể là cái chị gọn cái chị mặc còn ok. Còn mấy chị nó lên xíu là có bụng tí xíu thì em nghĩ là lên size mặc cho nó ok. Em với chị quần hết trời. Rồi cái bộ sơn thủy này đẹp nè cả nhà. Anh chàng bữa chết qua cái thùng. Này được lên hình đó hả? Quá đẹp luôn. Rồi size 3 55kg ha. Quyết định là size 3 55kg, size 4 là 60kg và size số 5 là 65kg. Rồi chị Huỳnh Việt Bảo lấy size mấy em lấy cho. Cái bộ này cái cổ đẹp vô cùng luôn. 55kg trở lại mặt giường. Cái cổ nó dúng chỗ này nè cả nhà. Nó dúng xếp ly chỗ này nè. Em rất là thích mặc cái cổ như vậy. Ok số 4 cho chị Huỳnh Việt Bảo sơn thủy size số 4 nè. Sơn thủy 67kg hả? 67kg em sợ mặt hơi ôm đó. Chị cao bao nhiêu chị Trần Tiên ơi? Cái chị chốt bộ sơn thủy này đi. Size số 3 là 55-56kg thôi ha. Size 4 là 60kg và size số 5 là tầm khoảng 65kg. Rồi cả nhà lên giúp giùm em mã sơn thủy. Bộ này đẹp. Rồi tiếp tục nha cả nhà. Có cái kiểu nào mà có cái bông có style cho nó chị không ta? Đây bộ bi này đi cả nhà. Bộ em mặc chốt cho chị Man Phan. Ok Man Phan em chốt cho chị Man Phan size số 3. Size số 3 là 55kg. Chị Man Phan đổi cho nó. Chị coi em bộ bi đỏ rồi nó có. Bi đỏ có bộ bi đỏ lớn. Đây chọn. Ok chị Trần Tiên cao 1m64 ha. Ok vậy được chị, em chốt chị size 5 nha. Là 1m64 mà chị 67kg thì chị mặc bộ đó size 5 là vừa đẹp. Chốt cho chị Trần Tiên bộ sơn thủy 5 đó. Số 3 sơn thủy em chốt cho chị Tròn Nguyễn. Số 4 sơn thủy mình còn không chị? Hết rồi đúng không? Bộ sơn thủy mình hết rồi. Sơn thủy 4 em hết với đẹp. Còn 3 không à chứ ơi. Size 55-56kg trở lại á. Không nhớ nữa chị Diệu Huyền ơi. Sơn thủy 5 em hết cả nhà ơi. Sơn thủy 5 em hết, em còn sơn thủy 3 không à. Bi đỏ em có size 3 với size 5 nè cả nhà. Bộ bi đỏ. Ở đây có dây cột.
Kiểu này là form su xuống nè. Em có size 3 với size 5 nè cả nhà. Size 3 là 57kg và size số 5 là 67kg nè. Size số 5 là 67 nha. Lên giúp em bộ này là bộ bi đỏ. Rất là đẹp luôn. Bi đỏ. Sơn thủy hết 5 rồi, sơn thủy em còn 3 không à các chị. Rồi cả nhà lên giúp em bộ bi đỏ cả nhà ơi. Bi đỏ em có size 3 với size 5 thôi ạ. Không có 4. Chú em bộ bi đỏ cả nhà, bi đỏ. Đẹp lắm luôn á. Mấy bộ này cái chị mặc thoải mái lắm. Về cái chị thích để dây thì cái chị để dây, còn không thích dây á thì mình bỏ cái dây này đi, mình cắt nổi cũng được cả nhà. Bi đỏ size 5 em chốt cho chị Tấn Phát. Chị nào gọn gọn người thì buộc cái dây cái nơ, làm cái nơ ở phía sau ha, không thì mình bỏ ra cũng được. Cái kiểu này nó dễ thương lắm. Kiểu này cái chị dễ mặc. Rồi lên giúp em bộ bi đỏ. Mặc không có thấy bụng. Bi đỏ size số 5 cho chị Tấn Phát nè chị. Có bộ đùi gì không đây vậy? Rồi lên bộ này đi chị. Đây sơn thủy tím nè cả nhà. Ok chị Minh Phan. Sơn thủy tím em có size 5 nè. Chị nào chốt sơn thủy không được, chốt sơn thủy hồng em đang mặc không được thì lên sơn thủy tím giúp em đi. Size 5 65kg trở lại mặc vừa. Lên giúp dùm em là sơn thủy tím. Đây em có một bộ size 5. Chị trước đó. Hai ba bộ. Chốt em sơn thủy tím. Sơn thủy tím em còn size 5 nè cả nhà. Đẹp lắm. Kiểu giống kiểu em đang mặc vậy đó. Lên giúp em sơn thủy cả nhà ơi. Sơn thủy tím, đẹp lắm. Size 5, 65kg trở lại ha. Rồi, có size 4 luôn. 115.000 bộ, chị Mai Nguyễn, hàng mango giúp em nha. Sơn thủy tím đi cả nhà, rất là đẹp luôn. Đẹp như bộ em đang mặc vậy đó. Cái màu này cả nhà mặc còn sang hơn nữa nè. Chốt em sơn thủy tím. Sơn thủy tím em có size 4 với size 5. Cả nhà chốt giúp em sơn thủy tím nha. Dạ em cảm ơn chị Mai Anh Phan. Sơn thủy tím size số 5 em chốt cho chị Mai Hương Nguyễn. Có size 3 luôn cả nhà ơi. 3, 4, 5 cho cả nhà mình nha. Sơn thủy tím size số 4 em chốt cho chị Huỳnh Việt Bảo. Rồi em hết 4. Em còn 3 với 5 cả nhà. Em còn 3 với 5. Sơn thủy tím size 5 cho chị Long Nguyễn. Rồi hết 5 luôn cả nhà. Còn bộ 3 cả nhà ơi. Em còn bộ sơn thủy tím size số 3. 55-56kg trở lại mặt dừa. Chưa là mặc dù em còn bộ sơn thủy tím size số 3. Cái vải nó đẹp quá cả nhà ơi. Họa tiết đỏ 63kg trở lại mặc dừa. 63-65kg. Bộ này 65kg luôn nè cả nhà. Bộ này 65kg trở lại cả nhà mặc dừa giúp em luôn. Lên giúp em họa tiết đỏ. Đẹp quá đẹp luôn. Bi đỏ 65kg hả? Bi đỏ. Bi đỏ em còn size 5 nè, ok. Bi đỏ size số 5 em chốt cho chị Hải Đặng Trương. Họa tiết đỏ, chị nào chốt em bộ họa tiết đỏ này đi. Bộ họa tiết đỏ này em có size 3, size 4 và size 5 cho cả nhà luôn. Bộ họa tiết đỏ này em có 3 size luôn cả nhà ơi, đẹp quá. Cái vải nó cực kỳ đẹp luôn nha, cái kiểu nó cũng đẹp nữa. 65 nha cả nhà, size số 3 là 55kg, size số 4 là 60kg và size số 5 là 65-66kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này bộ họa tiết. Rồi cho em lên luôn đi chị, họa tiết đỏ.
họa tiết đỏ là của chị Hiền Nguyễn là bao nhiêu ký chị Hiền Nguyễn? Họa tiết đỏ size số 5 cho chị Coco Man. Size số 5 là 65 ký nha, 65 ký trở lại. Cho chị Coco Man nè. Chị Hiền Nguyễn là bao nhiêu ký vậy chị? Họa tiết đỏ size số 4 cho chị Phượng Hồng. 60 ký. Rồi em hết rồi chị Hiền ơi. Chị Phượng Hồng chị mua giùm hả? Bọn này chị mua giùm hay gì? Có lấy không? Lấy thì em chốt nha. Rồi họa tiết đỏ size 67 ký em không có. Hết rồi chứ. Họa tiết đỏ. Em còn bộ size 3. Họa tiết đỏ em còn một bộ size số 3 cả nhà ơi. 55 ký trở lại mặt giường. Bảy mươi ký không có chị, 70 ký em sợ mặt không vừa. Chớm em họa tiết đỏ nha cả nhà, họa tiết đỏ. Vài bữa em phải thuê người mẫu á mấy chị, thuê người mẫu đủ số ký. 50 mấy ký, 60 ký, 65 ký, 70 ký rồi về thử đồ. Thử cho mấy chị chốt cho giá ăn. Tại mấy cái này em hay trừ hao cho mấy chị xíu á. Em hay trừ hao cho mấy chị á, tại mấy cái hàng này nó không có coi giảng. Nên em lên em hay trừ hao một tí xíu. Hết rồi hả chị? Có gì đây không? Cái bộ nào là lạ nó mới lên chốt à. Nè cái bộ họa tiết cam này ở bên đó. Trời ơi cái bộ bông cam nó đẹp các chị ơi. Họa tiết đỏ size số 3 em chốt cho chị Phi Phi. Họa tiết đỏ size số 3 đó là có 50 mấy ký thôi nha chị Phi Phi. 55, 56 ký trở lại thôi nha. Yeah yeah cái bộ này đẹp quá cả nhà ơi. Bộ này đẹp lắm luôn nè. 57 ký trở lại mặt dừa luôn. Lên giúp em bột cam. Lên giúp em bột cam cả nhà. 56, 57 ký trở lại mặt dừa. Lên giúp em bột cam nha. Rất là đẹp. Ở phía sau nó có bo chung nha cả nhà. Tay lỡ nè. Rất là đẹp luôn. Giúp em bột cam cả nhà. Không có size lớn chị Hoàng Oanh nên cổ vậy đó. Có size 5 là nó to lắm rồi đó cả nhà. Nhưng mà em canh cho cả nhà 67, 68 ký trở lại mặt cho nó ok. Chị, ở đằng đó có bộ cam nữa. Hút cho em. Chốt mã cam đi cả nhà. Bộ cam này đẹp quá. Họa tiết đỏ 65 ký em hết trơn rồi chết. Họa tiết đỏ em còn bộ size 3. 55, 56 ký trở lại mặt vừa. Chị Phi Phi ok không chị Phi Phi? Cái này nó không có giống như form của đồ thun nha chị. Em trừ hao lại xíu nha. Cảm cộng đó đó. Phải không? Đó. Bộ cam đi cả nhà, bộ cam đẹp lắm. Ở phía sau nó là lưng chung, ở phía trước là lưng bản giúp em ha. 56, 57 ký trở lại mặt dừa nè. Rồi chốt giúp giùm em mã cam. Rồi chắc chiều nay like tới đây đi cả nhà ơi. Tạm ngưng đi để em soạn hàng cái mới được. Ok chị Phi Phi ha. Chị Phi Phi lấy vừa lấy luôn bộ em mặc đi chị Phi Phi. Bộ sơn thủy này đẹp quá. Không thấy sơn thủy hồng thì lấy sơn thủy tím. Rồi cái bộ họa tiết đỏ. Đây nè, đây nè. Em bị quán gà luôn rồi mấy chị ơi. Lên cho mấy chị bộ này nữa đi rồi ớt chị. Em lên cho mấy chị bộ này nữa rồi em ớt nha. Có mấy bộ, nãy thấy có mấy bộ. Đúng rồi, vừa bông đó đó chị. Nãy em thấy 2-3 bộ rồi, không có tin cho người ta. Đây là chị, múc rút rút ra nè. Bộ.
Rồi bộ này là mã cuối cùng nha cả nhà. Rồi xong rồi em sẽ ớt cái line này ha, em soạn đồ mới được. Cái này em có hai bộ, một bộ size 4 và một bộ size 5 cho cả nhà mình. Một bộ size 4 và một bộ size số 5 ạ. Size số 4 là 60 61 kg trở lại nha. Và size số 5 là 65 66 kg trở lại mặt vừa. Lên giúp em mã này là mã M10, là em kết thúc ở cái mã M10 này luôn cho các chị nha, rất là đẹp nha cả nhà. Mã M10 em có một bộ size 4 với một bộ size 5 rất là đẹp luôn. Hàng thiết kế nha. Rồi em có một bộ 4 với một bộ 5, size 4 là 60 61 kg và size số 5 là 65 66 kg trở lại là các chị mặc ok. Mã M10, M10 size số 4. M10 size số 5 cho chị Thanh Thủy, M10 size số 4 cho chị Kiều Dương. Tại em không có em canh không có chuyên về cái này nên em trừ hao xuống cho các chị tí xíu. Em nghĩ là về là các chị mặc nó sẽ ok hết á. Còn chị nào đã từng mặc cái mẫu này rồi ha, từng mặc cái mẫu này rồi thì ok rồi. Nó luôn đó. Rồi nó có tổ không giống. Rồi có hai bộ. Rồi em kết thúc ở cái mã M10 này giúp em luôn nha. Bộ em mặc hả? Bộ em mặc có size lớn mà em chốt hết rồi chị hết rồi. Giờ còn size 55 56 kg à. Bộ em mặc bây giờ là còn size 55 56 kg trở lại thôi. 115.000 hàng mango cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Còn size 55 56 kg trở lại các chị mặc ok. Còn đẹp quá trời, giải mango đẹp ha. Rồi ok, em cảm ơn cả nhà nha. Đơn này chiều các chốt không kịp thì ngày mai em chốt nha cả nhà. Giờ em soạn cái này lại đi rồi tối có gì lên live tiếp. Rồi em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye các chị. Ngày mai đi mấy chị ở mẫu này chắc ngày mai đi. Mai có chị được phụ em like mới được. Mai thứ bảy đi cả nhà. Em còn một mẫu thiết kế nữa cho các chị nha. Em còn 2-3 mẫu thiết kế nữa lần. Đó là cả nhà của mình. Ngày mai, trưa ngày mai nha. Em hẹn trưa ngày mai 10 giờ đi cả nhà. Em lên em like tiếp cho cả nhà nha. Em còn 2-3 mẫu lần. Mẫu đẹp không à. Rồi lấy được mấy cái lô này quá đã cho mấy chị luôn thiệt đó. Giá mềm. Rồi em chào các chị nha.